Đó là bao nhiêu món đồ? Thưa đồng chí, tại vì mấy cái dưỡng da này nó phải có cái đầu tiên đến cái cuối cùng ạ. Cái đầu tiên đến cái cuối cùng là như thế nào? Dạ, cái này nó lấy ra những bụi bẩn mà sữa rửa mặt mình không có lấy được hết. Với lại hai cái này là làm dịu da, với thăm quầng mắt, với lại xịt mát da. Còn đây là bông gòn ạ. Đồng chí Nhi chú ý, đồng chí để lại rất nhiều vật chất. Đồng chí chỉ để lại 5 món đồ, rõ chưa? Dạ rõ. À, hơi hụt hẫng, bởi vì chỉ huy là con trai không hiểu được tính của con gái. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo lệnh gọi, tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Đồng chí Diệu Nhi cho tôi biết khi nào cấp dưới mới bắt đầu được báo cáo cấp trên. Báo cáo đồng chí đội trung đội trưởng, khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Được. Đồng chí Diệu Nhi lên vị trí thực hành báo cáo. Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí Nhi, chú ý, sau khi tôi chào đáp lễ lại, đồng chí mới thực hành báo cáo. Khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống, thì mới bắt đầu báo cáo. Đáp lại! Báo cáo đồng chí. Khi đồng chí thực hành báo cáo, tay vẫn để ở tại vị trí chào. Đồng chí nhớ chưa? Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo hiệu lệnh gọi, tôi có mặt. Hết. Sau khi hết, đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì?